Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hãng thông tấn Ukrinform và đài CNN đưa tin, ngày 25 tháng 9, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine tuyên bố rằng chỉ huy lực lượng hải quân Biển Đen của Nga, Đô đốc Viktor Sokolov đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa của Kiev vào trụ sở hạm đội Biển Đen Nga ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea hôm 21 tháng 9. Sau khi trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga bị tấn công, 34 sĩ quan đã bị thiệt mạng, trong đó có chỉ huy hạm đội Biển Đen. Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết trong bản cập nhật ngày 25 tháng 9, đồng thời nói thêm rằng hơn 100 binh sĩ Nga bị thương trong vụ việc. Ngay sau vụ tấn công, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine đã ra thông báo, nói rằng sự táo bạo và cần mẫn đã giúp Ukraine tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen một cách chính xác khi các nhân viên cấp cao của Hải quân Nga đang họp. CNN cho biết đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga về tuyên bố của phía Ukraine, nhưng chưa được phản hồi. Theo lực lượng Ukraine, Đô đốc Viktor Sokolov, chỉ huy hạm đội Biển Đen, nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa khiến 105 lính Nga bị thương và tòa nhà trụ sở hạm đội hư hại. Hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs cho thấy thiệt hại lớn mà cuộc tấn công gây ra cho trụ sở. Cả Ukraine và Nga đều xác nhận rằng trụ sở đã bị tấn công. Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận thông tin về chỉ huy và lính Nga của hạm đội thiệt mạng. Người phát ngôn hải quân Ukraine, ông Dmytro Bolenchuk đánh giá rằng sau cuộc tấn công của Ukraine vào trụ sở hạm đội Biển Đen, phía Nga sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát lực lượng được triển khai ở khu vực Biển Đen, theo hãng thông tấn Ukrinform. Ông Bolenchuk lý giải rằng lực lượng trang thiết bị của hạm đội Biển Đen rất nhiều và việc mất đi người quản lý thì hạm đội sẽ gặp khó khăn trong khâu kiểm soát lực lượng. Ông cho hay, bây giờ sẽ có người được điều động đến hạm đội Biển Đen để quản lý mọi thứ. Nhưng trước khi những người này vào hệ thống và hiểu rõ tình hình, họ sẽ phải mất một thời gian nên sẽ chưa đạt được hiệu quả. Ông lưu ý rằng các báo cáo vẫn chưa được xác minh liệu toàn bộ chỉ huy có mặt tại trụ sở này vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công hay không. Nhưng thông thường, tất cả các lãnh đạo cấp cao đều tập trung họp ở đó. Theo ông Plettenchuk, nhóm chỉ huy này bao gồm ít nhất chánh văn phòng và một cấp phó. Sky News đưa tin, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp và tên lửa SCARM do Pháp cung cấp để tấn công căn cứ hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea. Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine Kirilo Buyanov ngày 23 tháng 9 nói với báo Mỹ rằng đoàn tập kích ở Crimea hôm 22 tháng 9 đã khiến lực lượng Nga thương vong nặng nề. Thượng tướng Alexander Romanchuk và Trung tướng Oleg Shekov nằm trong số những người bị thương nặng trong cuộc tấn công. Trong thông báo trên Telegram ngày 23 tháng 9, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết chiến dịch có tên Crab Trap 7 cua được ấn định để tiến hành vào lúc các thành viên cấp cao của Hải quân Nga đang họp. Cuộc tấn công đã khiến hàng chục người thương vong, gồm cả chỉ huy cấp cao của hạm đội Biển Đen. Hạm đội Biển Đen là một đơn vị thuộc Hải quân Nga hoạt động ở Biển Đen và Địa Trung Hải kể từ thế kỷ 18. Hạm đội này đóng ở nhiều bến cảng khác nhau ở Biển Đen và duyên hải biển Azov. Căn cứ chính của hạm đội Biển Đen là thành phố cảng Sevastopol, phía nam bán đảo Crimea. Bán đảo Crimea gần đây liên tục bị tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV. Nguồn tin Ukraine cho biết, hoạt động này là phần không thể thiếu trong chiến lược phản công của họ. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam của Ukraine ngày 23 tháng 9 tuyên bố Nga không còn an toàn tại Biển Đen và các căn cứ của mình. Tuy nhiên, tình hình Biển Đen vẫn căng thẳng và Ukraine vẫn còn chặng đường dài phía trước để phá hủy toàn bộ năng lực của Nga tại bán đảo Crimea. Phía Ukraine đồng thời cảnh báo giai đoạn bùng nổ sẽ tiếp tục, sẽ có thêm những điều thú vị và thông tin trong tương lai. Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết cuộc tấn công vào trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea vừa qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, bao gồm cả lãnh đạo cấp cao. Đài CNN dẫn thông báo của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine. Sự táo bạo và cần mẫn đã giúp lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen một cách chính xác khi các nhân viên cấp cao của Hải quân Nga đang họp tại trụ sở. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời của Bộ Quốc phòng Nga lại cho biết chỉ có một binh sĩ mất tích sau vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, hậu quả của vụ tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen là khiến cho tòa nhà của trụ sở bị hư hại. Tuy nhiên, hệ thống phòng không của Nga cũng đã phá hủy được 5 tên lửa của Ukraine. Theo hãng tin Reuters, ngày 25 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraine, bà Yulia Viridenko cho biết các cuộc không kích và pháo kích của Nga vào thành phố cảng Odessa, tỉnh Odessa,
đã khiến 6 người thiệt mạng và gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng tại cảng, cũng như các kho chứa ngũ cốc. Thống đốc Odessa, ông Ole Kipper cho biết, các cơ sở bị tấn công chứa gần 1.000 tấn ngũ cốc và có thi thể của 2 người đàn ông được tìm thấy dưới đống đổ nát của một nhà kho. Quân đội Ukraine cho biết 19 máy bay không người lái UAV Shahed do Iran sản xuất và 11 tên lửa hành trình Kalib đã bị bắn hạ trong đêm. Hầu hết đều nhắm vào Odessa. Lực lượng này cho biết các kho ngũ cốc đã bị 2 tên lửa siêu thanh tấn công. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công đã khiến lưới điện hư hại và hơn 1.000 người dân ở khu vực Odessa đã chịu cảnh bị mất điện. Quyền lãnh đạo nước Cộng hòa tự xưng Donetsk, ông Denis Bushelin cho biết quân Ukraine đã bắn 64 quả đạn và tấn công bằng nhiều UAV vào các khu định cư ở Donetsk trong ngày 25 tháng 9, theo hãng thông tấn TASS. Bộ Quốc phòng Nga nói với TASS rằng các phi đội máy bay ném bom Su-34 của Nga đã phá hủy các trung tâm điều khiển máy bay không người lái UAV của Ukraine theo hướng Liman, tỉnh Donetsk. Bộ này cho biết các phi đội đã mở các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường vào các tiền đồn chỉ huy và trung tâm điều khiển UAV, cũng như các phương tiện chiến đấu bọc thép của Ukraine ở tầm xa, khiến các mục tiêu này bị hư hại. Lãnh đạo phong trào Chúng ta bên cạnh Nga Vladimir Rogoz cho biết lực lượng Nga đã đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi làng Orekhovo Vasilyevka nằm ở phía tây bắc thành phố Bakhmut, Donetsk, theo TASS. Theo ông Rogoz, việc kiểm soát được ngôi làng đã cải thiện đáng kể vị trí chiến thuật của lực lượng Nga dọc theo tuyến chiến đấu này. Ông Rogoz cũng cho biết lực lượng Nga đã ngăn chặn được 5 đội lính Ukraine tấn công vào các cứ điểm Nga ở gần làng Verbovye, Saporizhia và lính Ukraine đã bị tiêu diệt. Lực lượng Ukraine cho biết ở hướng Melitopol, tỉnh Saporizhia, quân Nga tiếp tục củng cố tuyến phòng thủ và tích cực rải mìn. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Donetsk, cụ thể là gần thành phố Avdiivka và Mariupol, theo Ukrinform. Theo đó, hoạt động phản công của Ukraine tiếp tục theo hướng thành phố Melitopol. Quân Ukraine cũng đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga gần làng Robotin, Verbo và tiếp tục giành được chỗ đứng trong các biên giới đã giành được ở khu vực này. Gần Mariupol, quân đội Nga đã tiến hành 14 cuộc tấn công nhằm chiếm lại các vị trí của Ukraine trong ngày 25 tháng 9 nhưng không thành công. Lực lượng Ukraine cho biết Nga đang chịu tổn thất và tấn công dân thường bằng cách dội pháo vào Avdiivka. Tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, lực lượng Ukraine đã đẩy một nhóm Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine tại khu vực biên giới. Ukrinform dẫn thông tin từ lực lượng biên phòng Ukraine. Lực lượng biên phòng Ukraine cho rằng, trong khi xây dựng tuyến công sự bên phía Nga, quân Nga đã xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine và bắt đầu xây dựng các công sự gần biên giới. Một số quân Nga đã bị lính bắn tỉa Ukraine tiêu diệt, một số khác rút chạy, trong khi Ukraine khai hỏa bằng xe tăng và súng cối. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!